350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng. Thị trường vốn với kỳ vọng phục hồi trong quý 2. Các hãng sản xuất xe điện Trung Quốc đối mặt khó khăn. Đó là một số tin tức nổi bật sẽ được đề cập trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị dành thời gian cho bản tin. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, đại diện Bộ Tài chính cho biết, mặc dù số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán, nhưng số thu hàng tháng có xu hướng giảm. Theo đó, thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2023 ước đạt 139,1 ngàn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 645,4 ngàn tỷ đồng. Mặc dù số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán, nhưng theo Bộ Tài chính, số thu hàng tháng có xu hướng giảm, trong đó không kể thuế thu nhập doanh nghiệp, thu cổ tức lợi nhuận còn lại, thu chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước. Số thu nội địa 4 tháng năm nay bằng khoảng 88,7% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng theo thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, sau khi nhận được các thông tin và đơn thư phản ánh khiếu nại của người dân, Bộ đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng. Tính đến ngày 25 tháng 4, tổng số kiến nghị phản ánh nhận được qua điện thoại là 192 kiến nghị phản ánh và 299 kiến nghị phản ánh qua email. Bộ đã phân loại xử lý 350 đơn đề nghị tố cáo liên quan đến Bancassurance. Ngoài ra, đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản vay, Bộ Tài chính đã chuyển thông tin cho cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước để phối hợp quản lý, giám sát. Các đơn thư có nội dung phản ánh các hành vi có dấu hiệu hình sự cũng được Bộ Tài chính chuyển sang cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phát triển lành mạnh, bền vững thị trường trái phiếu, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 03 cho phép các ngân hàng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà ngân hàng đã bán ra. Liệu động thái này có giải cứu được trái phiếu doanh nghiệp hay không? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây. Theo quy định mới, từ nay cho tới hết năm 2023, các ngân hàng được phép mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp đã bán mà không phải chờ tới 12 tháng như quy định cũ. Điều này sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường. Tôi nghĩ là nó giảm thiểu với một phần các khiếu kiện, tức là nhà đầu tư cá nhân họ có thể bây giờ thay vì họ phải giữ cái trái phiếu đấy thì họ bán lại cho các ngân hàng thương mại và các ngân hàng thương mại sẽ nắm giữ lại cái trái phiếu đấy, thì một phần nó sẽ cải thiện được niềm tin. Tôi nghĩ thì phần lớn cái trái phiếu mà trước khi đây các ngân hàng thương mại họ phân phối ra thì đa phần là các trái phiếu mà đủ các tiêu chuẩn và đa phần là được mua lại. Còn một số cái nhóm trái phiếu mà không phải ngân hàng thương mại phân phối thì cái tính rủi ro là cao hơn. Trái phiếu doanh nghiệp cũng xem như một khoản cấp tín dụng cho doanh nghiệp cần có các điều kiện, tiêu chí đảm bảo an toàn vốn. Ngoài ra, chỉ những ngân hàng có nợ xấu dưới 3% mới được quyền mua lại trái phiếu. Những giới hạn này giúp việc mua bán trái phiếu lành mạnh hơn, tránh tình trạng đảo nợ. Có nghĩa là tăng thanh khoản cho phép ngân hàng có thể được mua lại, tự do mua lại những cái trái phiếu đấy. Tuy nhiên, cái rào cản về chất lượng thì vẫn được giữ nguyên. Tức là cái trái phiếu doanh nghiệp này thì vẫn phải bảo đảm là có xếp hạng cái tín dụng nội bộ, có cái mức xếp hạng tín dụng cao nhất ở trong cái thang xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng. Tạo ra một cái nền thanh khoản, một cái khả năng thanh khoản để cho các cái trái chủ mà đang nắm giữ trái phiếu có thể bán lại đối với các tổ chức tín dụng. Thì như vậy là chúng ta đang nhìn thấy cái sự hai chiều ở đây. Và như vậy thì những cái khủng hoảng nhỏ ở năm 2022 liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp thì sẽ bị giảm thiểu tối thiểu, bởi vì người đang giữ thì có thể bán rồi và người muốn mua thì có thể mua rồi. Theo thống kê của FinGroup, có khoảng 89 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu doanh nghiệp do chuyện khó khăn về hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới dòng tiền. Vì thế, việc cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu đã bán ra từ nay tới cuối năm 2023 sẽ giúp khôi phục niềm tin của những người đang nắm giữ trái phiếu. Dù không thể giải cứu hoàn toàn, nhưng thông tư 03 nhằm góp phần gia tăng thanh khoản, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay. Thưa quý vị, quý 2 năm 2023 với khởi đầu là tháng 4 đã ghi nhận khoảng thời gian khó khăn nhất của thị trường vốn trong vòng 2 năm trở lại đây. Một loạt các thông tin kém tích cực liên quan đến việc bắt giữ các nhân vật có ảnh hưởng trên thị trường đã tác động theo hướng tiêu cực đến diễn biến của thị trường trái phiếu và cổ phiếu. Chính phủ và Bộ Tài chính đã phải có những động thái để ổn định lại thị trường. Thêm vào đó, thì những yếu tố vi mô liên quan đến quá trình hồi phục kinh tế, mở rộng đầu tư được kỳ vọng sẽ là động lực cho thị trường vốn trong khoảng thời gian còn lại của quý 2 và của năm nay.
Đây là biểu đồ giao dịch của chỉ số VN Index trong tháng 4. Chỉ trong vòng 25 ngày, sàn Thành phố Hồ Chí Minh đã mất đi toàn bộ thành quả tăng trưởng tích lũy suốt từ tháng 8 năm 2021. Trong tháng, thị trường giao dịch dưới thanh khoản thấp, kèm theo đó là một loạt các thông tin tiêu cực và cả những tin đồn thất thiệt liên quan đến việc bắt giữ lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trên sàn. Thị trường liên tục đón nhận các phiên giảm điểm sốc mạnh khiến cho danh mục của nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại. Thị trường giảm trong những cái giờ nhất định, như là giống như tầm khoảng 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và những cái phiên ATC hay ATO. Tôi khá là lo lắng về cái tình hình thị trường này giống những năm 2018. Đấy là thị trường sụt giảm mạnh và sau đó đi ngang trong khoảng vài năm liền. Trong khi đó, với thị trường trái phiếu, về các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý với các trường hợp vi phạm trên thị trường, các thông tin tiêu cực đã khiến cho các nhà đầu tư ngần ngại hơn khi giải ngân. Một cái tâm lý lo sợ về thị trường này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là khách hàng cảm thấy là họ không mất niềm tin vào thị trường trái phiếu ở ngay thời điểm hiện tại, khi với cái thông tin Tân Hoàng Minh cộng nữa ở cái việc là họ sẽ e dè trong việc là giải ngân. Thị trường vốn gồm các cấu phần là thị trường trái phiếu, cổ phiếu và chứng khoán phái sinh, và khi 2/3 thành phần gặp phải vấn đề thì thị trường vốn sẽ đứng trước những rủi ro và có thể gây ảnh hưởng tới cả nền kinh tế. Do đó, các cơ quan chức năng đã có những giải pháp ổn định lại thị trường, trấn an các nhà đầu tư. Tiềm năng của thị trường chứng khoán vẫn ra cái gọi là rất là tốt. Mà từ đầu năm đến giờ ấy, thì doanh nghiệp nước ngoài chỉ gói cổ bán ra có 163 triệu đô. Và đối với cơ quan quản lý nhà nước chúng tôi thì luôn luôn gói cổ ủng hộ và luôn luôn gói bám sát, luôn luôn giám sát và theo dõi để thị trường chứng khoán nó phát triển một cách minh bạch. Theo các chuyên gia, với những nền tảng vĩ mô sẵn có, cộng với chất xúc tác từ quá trình phục hồi nền kinh tế, mùa đại hội cổ đông, thị trường vốn vẫn có nhiều dư địa để phục hồi trong quý 2 và xa hơn nữa là trong cả năm 2023. Thì cái thông tin liên quan đến những cái thông tin xấu của quý 1 đã được thông tin ra hết. Và quý 2 này thì chúng ta có thể chờ đợi một mùa đại hội cổ đông của các doanh nghiệp, khi mà các doanh nghiệp đưa ra một loạt các kế hoạch về tăng trưởng kinh doanh, cộng với cả kế hoạch tăng vốn. Với những cơ sở đã có, thị trường vốn kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho quá trình phục hồi của nền kinh tế, ít nhất là trong quý 2 và xa hơn là trong trung và dài hạn một vài năm tới. Bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay sẽ tiếp tục với một số thông tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, nhiều tập đoàn tài chính lớn lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu, nhưng lại đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho những doanh nghiệp dầu khí lớn nhất trên thế giới. Đây là kết luận trong báo cáo vừa được công bố của tổ chức Carbon Tracker. Theo báo cáo, 25 thành viên thuộc sáng kiến Net Zero Asset Manager hiện nắm giữ tổng cộng 417 tỷ đô la Mỹ cổ phần tại 15 doanh nghiệp dầu khí lớn trên thế giới, trong đó có ExxonMobil và Total Energy. Không doanh nghiệp nào trong số 15 đại gia dầu khí trên có ý định phát triển kinh doanh phù hợp với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, trong đó đề ra mục tiêu hạn chế nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo cảnh báo hoạt động đầu tư trái với những cam kết khí hậu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của các quỹ tài chính trong mắt nhiều chủ sở hữu tài sản có ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gia tăng rủi ro chuyển đổi năng lượng. Carbon Tracker cũng xem xét 90 tập đoàn quản lý tài sản và cảnh báo nhiều sản phẩm của họ trái với cam kết bảo vệ môi trường. Các hãng sản xuất ô tô sử dụng năng lượng mới NEV tại Trung Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khi nhu cầu yếu đi và chính phủ cắt giảm hỗ trợ. Điều này khiến các hãng nội địa phải giảm giá mạnh kể từ cuối năm ngoái. Giám đốc tại Thượng Hải của Fit Racing Xinjiang cho rằng những nhà sản xuất không có công ty mẹ dẫn về tài chính sẽ chịu sức ép lớn nhất, đặc biệt là những nhà sản xuất không tiếp cận được thị trường chứng khoán. Với các thương hiệu xe điện độc lập, việc định vị thương hiệu và cơ cấu chi phí sẽ làm nên sự khác biệt. Zisan Lab Moto Technology là một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp về xe điện EV niêm yết cổ phiếu gần đây. Trong 4 năm qua, Leap Moto liên tục lỗ ròng với mức lỗ 5,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 742 triệu đô la Mỹ trong năm 2022, chủ yếu do chi phí bán hàng tăng, cạnh tranh với các hãng như Tesla. Leap Moto tiêu thụ được 111.168 chiếc trong năm 2022, tăng 118% so với năm 2021. Tuy nhiên, vẫn thua doanh số bán của Tesla tại thị trường này với 711.000 chiếc. Trong tháng trước, Leap Moto đã hạ giá bán mẫu xe sedan C01
1 để cạnh tranh với các đối thủ. Cuộc chiến giá cả cũng diễn ra ở các phân khúc thấp hơn. Ballesquiet, một mẫu EV giống với mẫu Bentley của Volkswagen, hiện được bán với giá 149.800 nhân dân tệ sau khi chiết khấu khoảng 50.000 nhân dân tệ cho phù hợp với thực tế thị trường. Người Trung Quốc ưa chuộng xe điện với hơn 25% số xe được bán ra trong năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định với những nhà sản xuất xe điện với quy mô lớn, giá bán thấp và đủ năng lực tài chính mới duy trì được chỗ đứng trong những năm tới. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.